Thưa quý vị và các bạn, mang thai và sinh con là thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ. Tuy nhiên, trong suốt thai kỳ, quá trình chuyển dạ cũng như giai đoạn hậu sản, sản phụ phải đối diện với nhiều rủi ro sức khỏe bản thân và cả thai nhi. Làm thế nào giúp mẹ trải qua 9 tháng 10 ngày mang thai khỏe mạnh, có một hành trình vượt cạn an toàn và thời kỳ hậu sản thoải mái? Đó là mục tiêu mà khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực hướng đến. Phóng sự sau xin dành thời lượng phản ánh về vấn đề này. Phần còn lại là những thông tin về rối loạn lo âu. Sau đây là nội dung chi tiết. Ra đời cùng với sự hình thành của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực Thanh Hóa với quy mô 100 giường bệnh, khoa phụ sản hiện có 36 cán bộ, trong đó 16 bác sĩ, 20 điều dưỡng, nữ hộ sinh. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, khoa tiếp nhận gần 5.000 lượt bệnh nhân đến khám tư vấn. Tự hào khi đón gần 1.500 em bé cất tiếng khóc chào đời an toàn, mẹ tròn con vuông, hơn 100 gói thai sản được bệnh nhân đăng ký sử dụng. Khi đến với khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, sản phụ và gia đình sẽ được các nhân viên y tế của khoa tư vấn hướng dẫn hỗ trợ để lựa chọn dịch vụ chăm sóc cho mẹ và bé trước, trong và sau sinh theo mô hình khép kín, bắt đầu từ sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân, sàng lọc các bệnh di truyền, tiêm phòng vaccine, chăm sóc thai phụ trong suốt quá trình mang thai. Mọi bất thường đều được phát hiện kịp thời và can thiệp một cách tốt nhất để thai phụ có một thai kỳ an toàn, sinh ra những em bé khỏe mạnh. Tôi nghe người thân giới thiệu vào bệnh viện khoa sản Hợp Lực để sinh cháu. Ở trong này là dịch vụ rất là tốt, bác sĩ là rất là tận tình và chu đáo. Nói chung là chất lượng thì ở trong này rất là tốt và các bác sĩ là rất là tận tình và chu đáo. Và tôi rất hài lòng về bệnh viện và các bác sĩ ở đây ạ. Chị Nguyễn Thị Phương ở xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn sinh bé lần đầu. Gia đình lại ở xa, không có người hỗ trợ nên chị rất lo lắng. Được bạn bè giới thiệu, chị đã lựa chọn khoa phụ sản của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực để sinh nở. Sau khi được các bác sĩ tư vấn, chị chọn gói thai sản chăm sóc toàn diện. Từ lúc chuyển dạ cho đến khi ra viện nên bản thân chị cảm thấy vô cùng an tâm. Em với chồng em cũng tìm hiểu cái gói thai sản ở Bệnh viện Hợp Lực. Em thấy gói của em là mình đỡ vất vả hơn, với cả là nhà cũng nhàn, với đấy, em thấy cái gói của mình thấy thoải mái, với lại vào trong này thì cũng các bác sĩ rồi tư vấn hỗ trợ em nhiệt tình. Mình thấy cảm thấy rất hài lòng với cái dịch vụ gói của mình. Bên cạnh việc áp dụng thuần thục các kỹ năng chuyên môn, khai thác hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại của bệnh viện, các bác sĩ, nhân viên y tế trong khoa luôn tìm tòi áp dụng các phương pháp tiên tiến, hỗ trợ các sản phụ vượt qua kỳ sinh nở dễ dàng và an toàn. Không ngừng đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, thường xuyên lắng nghe, chia sẻ, giúp sản phụ giảm bớt lo lắng, căng thẳng. Khi mà đến bệnh viện sinh ấy, thì cũng tâm lý của tất cả các sản phụ là đều là lo lắng. Và bọn em cũng là những người phụ nữ đã từng trải qua những cái cảm giác như thế rồi, là đều thấu hiểu cái tâm tư suy nghĩ của sản phụ lo lắng khi vào viện đấy. Cho nên là bao giờ cũng thế, các nhân viên y tế cũng tạo điều kiện quan tâm, chăm sóc, động viên để cho sản phụ vượt cạn một cách thuận lợi nhất và tạo ra cái cảm giác là thật thoải mái. Không chỉ thực hiện chăm sóc thai phụ và đón các em bé chào đời, khoa luôn đi đầu trong việc áp dụng thành công kỹ thuật nội soi trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý viêm nhiễm phụ khoa, đặc biệt phẫu thuật nội soi và mổ mở các bệnh lý như các ca khối u buồng trứng, tử cung, nang tuyến Bartholin, sàng lọc ung thư cổ tử cung. Các kỹ thuật sàng lọc sơ sinh như hồi sức cấp cứu sơ sinh, chăm sóc sơ sinh bệnh lý như nhiễm khuẩn sơ sinh, vàng da sơ sinh, khám và điều trị theo yêu cầu. Làm ở khoa sản thì đúng là thấu hiểu những cái khó khăn vất vả khi mà các mẹ mang bầu và trong quá trình đi sinh, theo dõi sơ sinh thì cảm thấy rất là lo lắng và nhiều cái không hiểu. Thấu hiểu những cái nỗi khó khăn đó thì khoa sản và hội đồng quản trị đã xây dựng gói thai sản. Gói thai sản giống như là một cái dịch vụ cung cấp
một kỳ nghỉ dưỡng cho những cái mẹ đi sinh. Tức là khi mà mình mang thai thì trong quá trình đi sinh được khám đầy đủ theo các cái dịch vụ và cái thời gian theo cái quy định của gói thai sản. Thứ hai là trong quá trình đi sinh thì mình cũng không phải lo là người nhà phải đi theo quá nhiều hay là mang những cái vật dụng mà nó không cần thiết đến viện. Nó rất là cồng kềnh, là mình rất là vất vả trong quá trình đi sinh. Thì gói thai sản nó sẽ cung cấp đầy đủ các cái dịch vụ mà các mẹ chỉ cần đăng ký thôi, là vào khoa là gần như là được dẫn từ lúc vào viện, được nhân viên dẫn đi làm hồ sơ đăng ký lên khoa, sẽ được các nhân viên y tế cung cấp cái dịch vụ mà mình không cần phải đăng ký thêm một cái gì cả. Trong suốt quá trình hoạt động, khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã có những bước tiến vững chắc về chuyên môn cũng như mang đến nhiều dịch vụ y tế chất lượng, luôn nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng tối đa sự hài lòng của khách hàng, từng bước cải tiến chất lượng phục vụ. Khoa phụ sản đã trở thành địa chỉ sản phụ khoa tin cậy, thu hút ngày càng đông bệnh nhân đến khám điều trị và sản phụ yên tâm lựa chọn sinh đẻ tại đây. Trong thời gian tới đây thì chúng tôi cũng sẽ quan tâm đặc biệt và đầu tư rất mạnh vào khoa sản. Đầu tư thì chúng tôi sẽ đầu tư về trang thiết bị vật chất để phục vụ tối đa cho các y bác sĩ làm việc với bệnh nhân, điều trị trong quá trình chăm sóc cũng như là điều trị cho bệnh nhân cũng như là sơ sinh. Còn về con người, về y bác sĩ ấy, thì chúng tôi sẽ tích cực đào tạo, tiếp tục đào tạo, nâng cao hơn nữa về trình độ của bác sĩ, kỹ thuật viên, hộ sinh cũng như là đến từng người hộ lý để hướng tới một mục đích cuối cùng là làm sao đấy để làm hài lòng người dân, người sản phụ khi mà họ đến với Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Mang sứ mệnh đồng hành, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe phụ nữ, sản phụ và em bé sơ sinh. Khoa phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã và đang nỗ lực từng ngày để nâng cao chất lượng chuyên môn, xứng đáng trở thành địa chỉ sản phụ khoa tin cậy trên địa bàn thành phố và khu vực. Thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều nguyên nhân khiến một người rơi vào trạng thái lo âu như áp lực công việc, môi trường sống, sức khỏe. Khác với các bệnh thực thể có thể được điều trị bằng thuốc, để kiểm soát được lo âu, người bệnh cần có sức mạnh tinh thần và sự kiên nhẫn. Nhưng trên thực tế, nhiều người thường không quan tâm đến tình trạng này cho đến khi xảy ra hậu quả đáng tiếc. Khi cảm thấy lo âu rất nhiều mà không do nguyên nhân nào rõ rệt, không còn khả năng tự kiểm soát được bản thân, lo âu làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày, thì đó là bệnh lý. Đây là một vấn đề của cả y học và xã hội. Bệnh nhân chưa ý thức được tác hại của nó nên thường bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo. Bệnh nhân lo âu thường có các triệu chứng như là lo sợ, sợ hãi về một điều gì đó không tốt trong tương lai sẽ đến với mình và đến với người thân trong gia đình. Cái thứ hai nữa là bệnh nhân căng thẳng, bồn chồn, bất an, đứng ngồi không yên, không tập trung về một vấn đề nào đó. Cái thứ ba nữa là cái triệu chứng về cơ thể. Bệnh nhân có tim đập nhanh, hồi hộp, đánh trống ngực, và đau tức ngực, và thậm chí là bệnh nhân thường có các triệu chứng đó là rối loạn về giấc ngủ. Khoa khám bệnh Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa trung bình mỗi ngày đón tiếp từ 150 đến 200 bệnh nhân đến khám và điều trị. Trong đó, phần lớn bệnh nhân mắc các bệnh lý về rối loạn cảm xúc. Các bác sĩ ở đây cho biết, đa số bệnh nhân vào viện điều trị với các biểu hiện như mất ngủ, buồn chán, lo lắng, không chịu ăn uống nhiều, suy nghĩ tiêu cực. Tác hại của rối loạn lo âu thì có rất nhiều tác hại. Nhất là tác hại về ảnh hưởng đến sức khỏe về tim mạch, bệnh nhân có thể ở các cái này có thể gây tăng cái nguy cơ đột quỵ. Cái thứ hai nữa là làm rối loạn giấc ngủ thì sẽ làm cái giảm cái chất lượng cuộc sống. Ba nữa là tăng các cái bệnh mãn tính, nặng các cái bệnh mãn tính. Cái thứ tư nữa là bệnh nhân là giảm sẽ có tăng cái nguy cơ trầm cảm và có thể dẫn đến ý tưởng và hành vi tự sát. Để hạn chế các cái tác hại của lo âu, chúng tôi nên khuyên người bệnh phải tránh các cái chết sang chấn, các cái căng thẳng trong cuộc sống và hãy suy nghĩ tích cực về cuộc sống. Cái thứ ba nữa là hãy tránh các chất kích thích và có những cái sinh hoạt hàng ngày thật là lành mạnh. Để hạn chế những tác hại của rối loạn lo âu, người bệnh cần có các hoạt động thể dục thể thao, chế độ ăn ngủ nghỉ hợp lý. Sự giúp đỡ tích cực từ gia đình và bạn bè giúp phòng tránh các rối loạn kéo dài nặng hơn theo thời gian. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Y tế, dân số và sức khỏe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.